Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn Chí Phiêu Phượng thì bầu trời nó cũng không có được đẹp cho lắm nha bà con. Bữa thì nắng vàng rực rỡ, hôm nay thì hơi u ám. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn Chí Phiêu Phượng và ủng hộ nha. Rồi, Rồi mến chào Liên và chào tất cả anh em thân mến nha. Mong anh em tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn của mình ạ. Hôm nay mình về cái lô mini, giá cũng rất là mềm ha. Rồi, mã số 1 mình vô mã số một cặp 1 luôn cặp ha. Đầu like này là một cặp. Cặp này là mình giao lưu 400k mình bao ship luôn ạ. Giá báo lên đây là đã bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Mình hạo thử một hoành ha, ha vậy ha. Cái cây này là cái hoành nhỏ hơn nè. Đó, cây em thôi. Hoành của nó là 23. Tổng cao của nó là 65. Cặp này mình giao lưu là 400k nha. Mã số 1 đầu lai. Rồi tiếp tục mình lên cái mã số 2. Hôm nay trời mưa gió, mong anh em tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Mã số 2 140k. Hoành cổ của nó là 23. Tổng cao của nó là 58. Tiếp tục lên mã số 3. Mã số 3 đế đặt luôn nha, 150k. Hoành của nó là 24. Cao của nó là 55. Tiếp tục lên mã số 4. Cái mã số 4 cũng là 150k. Dán con trai, dán bài, lục lục. Hoành của nó là 25. Tổng cao của nó là 56. Tiếp tục lên cái mã số 5. Cái mã số 5 này cũng 150k. Hoành của nó là 26. Tổng cao của nó là 60. Tiếp tục lên cái mã số 6. Cái mã số 6 130k. Hoành của nó là 23. Tổng cao của nó là 74. Cái này về bà con mình ghép tầng được, ghép tầng. Tiếp tục lên mã số 7. Mã số 7 100k. Hoành của nó là 19. Tổng cao của nó là 68. Tiếp tục lên mã số 8. Mã số 8 100k. Hoành của nó là 21. Tổng cao của nó là 64. Tiếp tục lên mã số 9. Mã số 9 120k. Đồng được. Hoành của nó là 21. Cao của nó là 57. Tiếp tục lên mã số 10. Cây bể đặt luôn nha bà con. Cái mã số 10 100k. Cây này ghép. Hoành của nó 18. Nhiều tầng. Tổng cao của nó 72. Tiếp tục lên cái mã 11. Mã 11 200k. Cây này để đặt sổ dài. Hoành của nó là 24. Tổng cao của nó là 68. Tiếp tục lên mã 12. Mã 12 này 101. Lùng bonsai. Hoành của nó 18. Trên đầu cành này còn khá hồn ghép luôn. Tổng cao của nó là 52. Tiếp tục lên mã 13. Mã 13 này đế đặc 103. Hoành của nó là 20. Tổng cao của nó là 52. Tiếp tục lên cái mã 14. Cái mã 14 này giá 103. Cây dáng cũng khá đẹp, bài lắc. Hoành của nó là 21. Tổng cao là 75. Tiếp tục lên mã 15. Mã 15 hoành 20. Tổng cao 53. Mã 16. Mã 16 là 102. Hoành của nó 20. Cao của nó 48. Tiếp tục lên mã 17. Mã 17 100k.
Bên cổ nó 17. Cao 53. Tiếp tục lên mã 18. Dùng lực bonsai. Tiếp theo cây chân dài. Cái mã 18 này 100k. Mình có nó 18. Tổng cao 77. Tiếp tục lên mã 19. Mã 19 này 100k. Vành của nó 20. Tổng cao 52. Tiếp tục lên mã 20. Mã 20 100k. Vành của nó 20. Cao 58. Mã 21. Mã 21 100k. Vành của nó 20. Cao 50. Tiếp tục là mã 22. Mã 22 100k. Bài. Vành của nó 18. Để đặt. Cao 34. Tục là mã 23. Mã 23 là giá 100k. Vành của nó 19. Tổng cao của nó là 54. Lên mã 24. Cái mã 24 này mình lên giao lưu một cặp nha. Một cặp này là 180k. Okay. Cái này mình lên combo nha anh em. Cái quạnh này cũng tầm 16-17 á. Cây bên trái màn hình thì có thể mình ghép được 3 phần. Cái này mình lên combo đi, tại vì cây nó nhỏ. 2 cây. Mình lên cái mã 25. Cái mã 25 này giá nó 170. Cặp luôn. Chi cạnh cũng còn đẹp đều. Lên cái mã 26. Cái mã 26 này giá 180. Đây là một bông sai. Lên cái mã 27. Cái mã 27 này 150. Tiếp tục lên mã 28. Cái mã 28 này 160k. Thôi chó lại coi dần đầu. 28. Tiếp tục lên cái mã 29. Cái mã 29 160k. Đại cạnh khá nhiều. Lên cái mã 30. Bon sai quái luôn. Cái mã 30 này 150k. Cái mã 31 150k. Mã 32 150k. Để sổ dạ. Mã 33. Mã 33 này 170. Cái này cây lục lực quạt cũng to. Khoảng mấy. Mã 33 170k. Khoảng 16-17 nha bạn. Mã 34. Mã 34 150k. Mã 35. Mã 35 này có 150k. Lên cái mã 36. Mã 36 này có 150k. Lùng bonsai. Lùng lùng quá quá. Rồi lên đây quay combo luôn đi Lim ơi. Tốc độ luôn. Ừ. Cái mã 37 này. 37, 3 cây. Cái 3 cây này là 230k. Là mã 37 230k. Theo. Rồi, mã 38. 3 cây 200k. Đây đây đây, 3 cây này 200k. Ừ, 3 cây 200. Cũng khá nhiều luôn. Rồi. 39. 39. 3 cây 200. Rồi tiếp tục là cái mã 40. Cái mã 40 này cũng 3 cây 200. Rồi, 40, 3 cây 200. Rồi, cái mã 41. 41 là 3 cây 200.
xanh cho nó lẹ đi. Đây. Rồi, ba cây này. Rồi. Lục được bonsai nha bà con. Sổ đế đẹp. Mã 42 ba cây 200. Đây luôn. Rồi. 43. Rồi mã 43 cũng ba cây 200. Ba cây này đây. Rồi. 43 đây. Rồi mã 44 ba cây 200. Đây 44. Đây. Đây, đây ba cây. Rồi. Rồi mã 45 ba cây 200. Ba cây 200 luôn. Rồi. Đó. Rồi tiếp tục tới cái mã 46 là 4 cây 200. Tiếp theo. Mã 46 4 cây 200. 46 là gì đây ha? Ừ. Đây, 200. Rồi, mã 47 4 cây 200. Đây, 46 đây. 7 bên đây. 47. Con cây một rễ nha. 4 cây 200, mã 47. 48. Mã 48, 4 cây 200. Đây. 200 luôn. Rồi tiếp tục cái mã 49. Cái mã 49 cũng 4 cây 200. 49. Rồi. Rồi. Rồi cái mã cuối cùng 2 4 5 cây, 5 cây này ai vớt 180k mình bao ship luôn. Mã cuối cùng này là mã 50. Rồi đó. 200 đó chị. Ờ 180 thôi. 180 hả? Ừ. Rồi con cây một cây gì nó vậy? Cũng nhỏ ha. Tại vì có cây thì nó cũng dài. Rồi. Rồi. Chị ha, kết thúc clip ha chị ha. Rồi. Rồi, chị có nhắn gửi đi gì không? Rồi. Chào Liêm nhà, cũng chào tất cả anh em nhà, cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho mình những clip vừa qua. Mong anh em tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình á. Rồi, cảm ơn chị Thúy Phượng nha và mến chào bà con, hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Hôm nay thời tiết hơi xấu mà màn ảnh nó có hơi tối, bà con thông cảm nha. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con ạ. À.